Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận hội nghị đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho hơn 1 triệu người đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phối hợp với các cơ quan liên quan, thúc đẩy việc cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách. Ngoài ra, Thủ tướng giao Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cấp tài khoản an sinh xã hội gắn với số định danh cá nhân của mỗi công dân Việt Nam cung cấp trên ứng dụng VNEID. Nhiều ngân hàng đã hạ lãi suất cho vay mua nhà 1-2% so với cuối năm ngoái, xuống quanh 5,9-6,5% một năm. Cụ thể, lãi suất vay mua nhà Vietcombank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Công thương Vietinbank cũng đưa xuống 6,7%, dao động quanh mức 6,4-6,7% một năm. Agribank áp dụng mức lãi suất 7% mỗi năm, áp dụng cho thời gian ưu đãi từ 12-24 tháng, cao nhất trong nhóm ngân hàng quốc doanh. Mức lãi suất cho vay của các ngân hàng Big 4 này đều giảm từ 1-1,5% so với cuối năm ngoái. Còn nếu so với cùng kỳ 2023, mức lãi vay hiện thấp hơn từ 2-3%. Với nhóm vay ngân hàng thương mại cổ phần, hiện mức lãi suất cho vay mua nhà dao động từ 5,9-10,5% một năm. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC để sớm mở rộng cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình. Bộ Giao thông Vận tải đánh giá việc đầu tư mở rộng đường cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình từ 4 làn xe lên 6-8 làn xe theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu vận tải là cần thiết. Theo Bộ Giao thông Vận tải, sau hơn 10 năm khai thác, lưu lượng giao thông trên tuyến đã tăng cao, nhất là sau khi đưa vào khai thác một số đoạn tuyến cao tốc như Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45. Do đó đang nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án đầu tư mở rộng đoạn tuyến để phát huy hiệu quả đầu tư toàn tuyến. Sau phản ánh của báo chí về tình trạng người dân tái định cư ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa phải mòn mỏi chờ điện nước, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn cho biết đã kiểm tra làm rõ nguyên nhân và có biện pháp để sớm cấp điện nước cho người dân ở khu vực này. Trước đó, để phục vụ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Luyện Kim thuộc khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa, các hộ dân phường Hải Thượng đồng ý giao đất cho nhà nước để tái định cư đến nơi ở mới ở phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, các hộ dân ở khu tái định cư vẫn chưa được cấp điện nước. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, nguyên nhân là do còn tồn tại một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Vị trí này lại nằm trên vị trí đầu nối cấp nước ngang qua quốc lộ 1A. Còn phần cấp điện cũng chưa thể hoàn thành do chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng cho trạm biến áp. Bởi vậy, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, hoàn thiện công trình trong quý 2 năm 2024. Hơn 9.400 biển số đã được chủ tài sản chúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính, với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước gần 1.000 tỷ đồng. Thông tin được Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an thống kê cho đến ngày 8 tháng 1 vừa qua. Nếu toàn bộ khách hàng hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ số lượng biển đã đấu giá, thì thu ước đạt vào khoảng 1.700 tỷ đồng. Theo danh sách công bố, tài sản đấu giá cao nhất tính từ ngày mở sàn 15 tháng 9 2023 đến nay là biển số Thành phố Hồ Chí Minh 51K88888 với giá trị trên 32 tỷ đồng. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay đã có 7 doanh nghiệp được phép xuất khẩu tổ yến vào thị trường Trung Quốc. Kể từ khi lô sản phẩm yến đầu tiên của Việt Nam xuất sang Trung Quốc vào tháng 11 năm 2023, đến nay đã có trên 700 kg tổ yến được xuất khẩu sang thị trường này. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Thú y đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình 7 bước đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc, gửi các doanh nghiệp và đơn vị liên quan, ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức giám sát dịch bệnh, an toàn thực phẩm theo đúng quy định tại nghị định thư. Từ 2 tháng nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn rất sôi động với khoảng 400 xe mỗi ngày. Đây là kết quả của những nỗ lực đàm phán để thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của lực lượng chức năng hai bên cặp cửa khẩu Tân Thanh Việt Nam - Pò Chải Trung Quốc, qua đó giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng hiệu suất thông quan biên mậu.
Thay vì hạ tải, chờ xe đối tác đến nhận hàng như trước đây, thì hiện nay hàng hóa qua cặp cửa khẩu Tân Thanh Pò Chài sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết sẽ được các lái xe tiếp tục chở thẳng vào các bãi hàng để sang tải và giao nhận hàng hóa. Điều này giúp việc kiểm tra giám sát hàng hóa dễ dàng thuận tiện hơn và tiết giảm nhiều chi phí. Bên cạnh đó, để tăng hiệu suất thông quan, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh đã bố trí tăng cường nhân lực làm việc thông trưa để giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn doanh nghiệp, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa. Để chuẩn bị cho mùa xuất khẩu hoa quả nông sản, lực lượng chức năng khu vực cũng đã rà soát lên kế hoạch bố trí sắp xếp phương tiện tại các vị trí lưu bãi. Hiện khu vực cửa khẩu Tân Thanh có thể sắp xếp tối đa khoảng 1.100 đến 1.200 xe. Khi lượng phương tiện chở các mặt hàng hoa quả nông sản lên cửa khẩu vượt quá khả năng tiếp nhận, sẽ tiếp tục được bố trí vào khu phi thuế quan có diện tích trên 17.000 m2 ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Khánh Hòa vừa tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 cho đến ngày 9 tháng 3 năm 2024 và được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 cho đến ngày 24 tháng 2. Trong giai đoạn 2 của đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn 24/24 giờ, quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, cơi nới thành thùng, chở quá tải, đón trả khách không đúng nơi quy định. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, xe cá nhân và xe mô tô. Tại lễ ra quân, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác, lễ tiết tác phong, điều lệnh đội ngũ, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân. Trước đó, giai đoạn 1, từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024, các đội trạm giao thông trên toàn tỉnh đã tập trung công tác điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, thời gian cần tập trung đấu tranh, phương pháp thực hiện, đồng thời tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh vận tải trên địa bàn về việc chấp hành các quy định, pháp luật về an toàn giao thông, nhất là các chuyên đề kiểm tra trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, từ nay cho đến ngày 24 tháng 2, tức từ nay cho đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Thìn, hãng nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa. Theo đó, các cành đào, cành mai cần được buộc thành bó, kích thước mỗi bó tối đa 150 x 40 x 40cm và mỗi bó không quá 2 cành. Mỗi hành khách được mang theo một bó đào hoặc mai dưới dạng hành lý ký gửi và điều kiện chỗ đã được xác nhận trước trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines hoặc Pacific Airlines khai thác. Mức giá cước vận chuyển là 450.000 đồng một bó, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa và tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng. Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước về doanh thu, tỷ lệ khách du lịch với gần 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu khách nội địa. Tổng thu du lịch trên 160.000 tỷ đồng, chiếm 24% tổng doanh thu du lịch cả nước, vượt xa con số 140.000 tỷ đồng doanh thu của năm 2019 trước dịch Covid-19. Hiện lĩnh vực du lịch đang đóng góp khoảng 10% vào cơ cấu GDP của Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng. Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công bố gần 50 sản phẩm du lịch mới dành cho nhiều phân khúc khách du lịch, tạo điểm nhấn thu hút khách, đồng thời tập trung phát triển sản phẩm du lịch mới phục vụ dòng khách chi tiêu cao. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Do thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày nên ngay tại thời điểm này, nhiều gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch. Theo chia sẻ của các doanh nghiệp lữ hành, lượng đặt tour cho dịp Tết Nguyên đán năm nay rất sôi động. Các địa điểm tham quan nổi tiếng cũng đã có sự chuẩn bị đón khách du lịch từ sớm. Văn Miếu Quốc Tử Giám, một trong những điểm tham quan không thể bỏ lỡ của các du khách khi đến với thủ đô Hà Nội. Đông đảo khách ghé thăm ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới 2024. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp đến, đơn vị này cũng đã hoàn thiện các khâu chuẩn bị, chủ động tích cực các công việc, trang trí cảnh quan hội trường, công tác an ninh trật tự, cũng như có nhiều hoạt động triển lãm trưng bày nhằm quảng bá và phát huy giá trị của Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Để chuẩn bị cho Tết Giáp Thìn thì chúng tôi tổ chức hàng loạt các cái hoạt động triển lãm trưng bày liên quan đến việc phát huy giá trị của di tích văn miếu Quốc Tử Giám. Chẳng hạn như là trong tháng 1 này thì sẽ có 4 cái cuộc triển lãm sẽ được tổ chức. Triển lãm khơi nguồn đạo học, triển lãm vẽ con rồng, triển lãm mạch nguồn và triển lãm đối thoại tranh từ truyền thống đến truyền thống. Bên cạnh đó thì một cái hoạt động thường niên đó chính là Hội Chữ Xuân, là một cái sự kiện mà chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ. Và năm nay có cái việc phải khảo tuyển lại để lựa chọn những người viết thư pháp tại khu vực Cầu Văn, cũng như là lựa chọn những cái tác phẩm thư pháp để trưng bày trong một cái triển lãm của Hội Chữ Xuân có tên là chủ đề là Hiếu Học. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, doanh thu du lịch lữ hành năm 2023 ước đạt 37,8 nghìn tỷ đồng, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức tăng trưởng này, các công ty du lịch dự đoán càng gần Tết, thị trường này sẽ ngày càng sôi động hơn. Trong vài năm gần đây, nhiều người đã lựa chọn mua tour du lịch trọn gói từ khá sớm. Vừa chủ động được thời gian, có nhiều sự lựa chọn, vừa tiết kiệm được thời gian chi phí. Các đơn vị lữ hành cũng thiết kế đa dạng tour theo mức chi tiêu của du khách. Thì với các doanh nghiệp lữ hành nói chung và như Framgoodet Tour nói riêng của chúng tôi đã chủ động xây dựng cho mình rất nhiều những cái sản phẩm du lịch. Như năm nay thì chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào những cái sản phẩm kỳ nghỉ. Với cái thế mạnh là có sở hữu các khu nghỉ dưỡng như là Framgoodet Đại Lải, Framgoodet Bà, hoặc chúng tôi cũng có một số, thì chúng tôi đã xây dựng rất nhiều sản phẩm nghỉ ngắn ngày, dài ngày cho từng đối tượng khách hàng, từ khách quốc tế đến Việt Nam nghỉ dưỡng dài một tuần cho đến những khách ở khu vực miền Trung, miền Nam ra đây trong vòng 3 đến 5 ngày, và kể cả những kỳ nghỉ ngắn ngày như 1 đến 2 ngày cho những khách ở trong nội vùng. Là các cái dòng sản phẩm của quốc tế thì đã đến giờ phút này thì chúng tôi các cái series vé mà chúng ta đang chạy cho thị trường châu Âu, thị trường Anh, thị trường Mỹ, thị trường Úc hay là thị trường Nam Phi thì đến giờ phút này chúng tôi vẫn đã và đang chạy một cách rất là hiệu quả, và đến giờ phút này chúng tôi cho rằng là đến giờ phút này cũng đã đạt được khoảng tầm 50%, full nắp được khoảng 50% cái số lượng khách đã đề ra. Hiện nay nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đẩy mạnh các tuyến du lịch mới hay du lịch trải nghiệm cho các khách hàng có điều kiện kinh tế. Cùng với các đơn vị lữ hành, nhiều địa phương cũng đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa ẩm thực, du lịch đặc sắc nhằm đáp ứng nhu cầu vui xuân đón Tết Nguyên đán 2024 của người dân và du khách. Chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Để thu hút hơn nữa người nước ngoài đến Trung Quốc kinh doanh, học tập và du lịch, Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra 5 biện pháp mới, trong đó có nới lỏng các điều kiện cho người nước ngoài xin thị thực tại các cửa khẩu. Theo đó, người nước ngoài cần đến Trung Quốc gấp để tham gia các hoạt động phi ngoại giao và công vụ như hợp tác kinh doanh, giao lưu, đầu tư khởi nghiệp, thăm thân và giải quyết các công việc riêng, nhưng không có thời gian để xin thị thực ở nước ngoài, có thể nộp đơn lên cơ quan cấp thị thực tại cửa khẩu, kèm theo các tài liệu liên quan như thư mời để xin thị thực nhập cảnh. Người nước ngoài có thể quá cảnh trực tiếp tại 9 sân bay quốc tế trong vòng 24 giờ mà không cần làm thủ tục kiểm tra biên giới. Hành khách xuất nhập cảnh có vé nối chuyến quốc tế trong vòng 24 giờ và quá cảnh sang nước hoặc khu vực thứ ba qua các sân bay trên có thể được miễn thủ tục kiểm tra biên giới và trực tiếp miễn thị thực quá cảnh. Bên cạnh đó, người nước ngoài ở Trung Quốc có thể nộp đơn xin gia hạn, thay thế và cấp lại thị thực tại địa điểm gần nhất, thuận tiện nhất. Đối với người nước ngoài nhập xuất cảnh Trung Quốc nhiều lần, có thể xin đổi thị thực nhập cảnh nhiều lần. Ngoài ra, các giấy tờ xin cấp thị thực cho người nước ngoài tại Trung Quốc cũng được đơn giản hóa. Quân đội Mỹ và Anh ngày hôm qua đã tiến hành không kích hơn 10 địa điểm của lực lượng Houthi tại Yemen trong một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn bằng tên lửa Tomahawk phóng từ tàu chiến và các chiến đấu cơ. Một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, mục tiêu của cuộc không kích này gồm các trung tâm hậu cần, hệ thống phòng không và các địa điểm cất giấu vũ khí của Houthi. Các cuộc không kích đánh dấu phản ứng đầu tiên của quân đội Mỹ nhằm đáp trả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa dai dẳng nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ kể từ sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại dải Gaza. Cuộc không kích có sự phối hợp giữa quân đội hai nước Mỹ và Anh diễn ra chỉ một tuần sau khi Nhà Trắng và một loạt quốc gia đối tác đưa ra cảnh báo cuối cùng, trong đó yêu cầu Houthi ngừng các cuộc tấn công hoặc sẽ phải hứng chịu các phản ứng quân sự tiềm tàng. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh Gaza đang phải đối mặt với vấn đề an ninh lương thực nghiêm trọng.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, cộng đồng quốc tế đang đẩy nhanh công tác viện trợ khi mà vấn đề an ninh lương thực tại Gaza đang ngày càng trầm trọng. Chúng tôi thừa nhận rằng có những vấn đề an ninh lương thực ở Gaza, và đó là lý do tại sao thực phẩm là một trong những mặt hàng chủ yếu của hoạt động hỗ trợ nhân đạo mà chúng tôi đang cố gắng tiếp cận. Thực phẩm, nước, thuốc men. Tuy nhiên, thực phẩm đứng đầu danh sách đó. Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều người bị đói ở Gaza. Đó là lý do tại sao Ngoại trưởng Antony Blinken một lần nữa trong chuyến đi lần này đã rất tập trung vào việc cố gắng xem chúng tôi có thể làm gì để tăng khối lượng và tốc độ của những đoàn xe viện trợ. Người dân tại Gaza đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, Cơ quan Cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người Palestine và Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc một lần nữa cảnh báo hơn 1 triệu người đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ở thành phố Rafah, hàng trăm nghìn người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất mà không đủ quần áo giữ ấm. Trẻ em suy dinh dưỡng đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng nhất và 50% dân số Gaza sắp chết đói. Tổng thống Ecuador ngày hôm qua cho biết, tổng cộng 178 nhân viên bảo vệ trại giam và nhân viên hành chính đang bị các tù nhân bắt làm con tin tại các nhà tù trên toàn quốc. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa nhấn mạnh, chính phủ Ecuador sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để giải cứu các con tin. Ngoài ra, ông cũng khẳng định sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố nhằm đáp trả những yêu cầu do một thủ lĩnh băng đảng tội phạm đưa ra. Trước đó, Fabricio Colon Pico, kẻ đứng đầu băng đảng Los Lobos, khét tiếng tại Ecuador vào hôm 8 tháng 11 đã trốn thoát khỏi nhà tù nơi y đang bị giam giữ. Đối tượng này sau đó đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, trong đó hắn ra điều kiện yêu cầu chính phủ Ecuador đảm bảo tính mạng để đổi lấy việc ra đầu thú trước các lực lượng chức năng. Ecuador đang phải đối mặt với thực trạng an ninh vô cùng bất ổn trong bối cảnh các băng đảng tội phạm hoành hành và tình trạng bạo lực gia tăng tại các nhà tù. Ngày 8 tháng 1, Tổng thống Noboa đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 60 ngày, yêu cầu triển khai lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đường phố và tại các nhà tù, cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm. Quyết định này được đưa ra sau khi bạo loạn nổ ra tại 6 nhà tù trên khắp Ecuador. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục mưa và rét, vùng núi có nơi rét đậm. Các khu vực khác trên cả nước đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Và sau đây sẽ là chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước. Thông tin này sẽ khép lại bản tin của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết chiều và đêm 12 tháng 1, phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận hội nghị đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho hơn 1 triệu người đã có tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy việc cấp tài khoản an sinh xã hội cho các đối tượng hưởng chính sách. Ngoài ra, Thủ tướng giao Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cấp tài khoản an sinh xã hội gắn với số định danh cá nhân của mỗi công dân Việt Nam cung cấp trên ứng dụng VNEID.
Nhiều ngân hàng đã hạ lãi suất cho vay mua nhà 1-2% so với cuối năm ngoái, xuống quanh 5,9-6,5% một năm. Cụ thể, lãi suất vay mua nhà Vietcombank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Công thương Vietinbank cũng đưa xuống 6,7%, dao động quanh mức 6,4-6,7% một năm. Agribank áp dụng mức lãi suất 7% mỗi năm, áp dụng cho thời gian ưu đãi từ 12-24 tháng, cao nhất trong nhóm ngân hàng quốc doanh. Mức lãi suất cho vay của các ngân hàng Big 4 này đều giảm từ 1-1,5% so với cuối năm ngoái. Còn nếu so với cùng kỳ 2023, mức lãi vay hiện thấp hơn từ 2-3%. Với nhóm vay ngân hàng thương mại cổ phần, hiện mức lãi suất cho vay mua nhà dao động từ 5,9-10,5% một năm. Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC để sớm mở rộng cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình. Bộ Giao thông Vận tải đánh giá việc đầu tư mở rộng đường cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình từ 4 làn xe lên 6-8 làn xe theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu vận tải là cần thiết. Theo Bộ Giao thông Vận tải, sau hơn 10 năm khai thác, lưu lượng giao thông trên tuyến đã tăng cao, nhất là sau khi đưa vào khai thác một số đoạn tuyến cao tốc như cao bồ Mai Sơn, Mai Sơn quốc lộ 45. Do đó đang nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án đầu tư mở rộng đoạn tuyến để phát huy hiệu quả đầu tư toàn tuyến. Sau phản ánh của báo chí về tình trạng người dân tái định cư ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa phải mòn mỏi chờ điện nước, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn cho biết đã kiểm tra làm rõ nguyên nhân và có biện pháp để sớm cấp điện nước cho người dân ở khu vực này. Trước đó, để phục vụ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Luyện Kim thuộc khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa, các hộ dân phường Hải Thượng đồng ý giao đất cho nhà nước để tái định cư đến nơi ở mới ở phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, các hộ dân ở khu tái định cư vẫn chưa được cấp điện nước. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, nguyên nhân là do còn tồn tại một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Vị trí này lại nằm trên vị trí đầu nối cấp nước ngang qua quốc lộ 1A. Còn phần cấp điện cũng chưa thể hoàn thành do chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng cho trạm biến áp. Bởi vậy, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, hoàn thiện công trình trong quý 2 năm 2024. Hơn 9.400 biển số đã được chủ tài sản chúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính, với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước gần 1.000 tỷ đồng. Thông tin được Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an thống kê cho đến ngày 8 tháng 1 vừa qua. Nếu toàn bộ khách hàng hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ số lượng biển đã đấu giá, thì thu ước đạt vào khoảng 1.700 tỷ đồng. Theo danh sách công bố, tài sản đấu giá cao nhất tính từ ngày mở sàn 15 tháng 9 2023 đến nay là biển số Thành phố Hồ Chí Minh 51K888888 với giá trị trên 32 tỷ đồng. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay đã có 7 doanh nghiệp được phép xuất khẩu tổ yến vào thị trường Trung Quốc. Kể từ khi lô sản phẩm yến đầu tiên của Việt Nam xuất sang Trung Quốc vào tháng 11 năm 2023, đến nay đã có trên 700 kg tổ yến được xuất khẩu sang thị trường này. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Thú y đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình 7 bước đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc, gửi các doanh nghiệp và đơn vị liên quan, ban hành văn bản hướng dẫn và tổ chức giám sát dịch bệnh, an toàn thực phẩm theo đúng quy định tại nghị định thư. Từ 2 tháng nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn rất sôi động với khoảng 400 xe mỗi ngày. Đây là kết quả của những nỗ lực đàm phán để thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của lực lượng chức năng hai bên cặp cửa khẩu Tân Thanh Việt Nam - Pò Chải Trung Quốc, qua đó giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng hiệu suất thông quan biên mậu. Thay vì hạ tải, chờ xe đối tác đến nhận hàng như trước đây, thì hiện nay hàng hóa qua cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chải sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết sẽ được các lái xe tiếp tục chở thẳng vào các bãi hàng để sang tải và giao nhận hàng hóa. Điều này giúp việc kiểm tra giám sát hàng hóa dễ dàng, thuận tiện hơn và tiết giảm nhiều chi phí. Bên cạnh đó, để tăng hiệu suất thông quan, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh đã bố trí tăng cường nhân lực làm việc thông trưa để giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn doanh nghiệp, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa. Để chuẩn bị cho mùa xuất khẩu hoa quả nông sản, lực lượng chức năng khu vực cũng đã rà soát lên kế hoạch bố trí sắp xếp phương tiện tại các vị trí lưu bãi. Hiện khu vực cửa khẩu Tân Thanh có thể sắp xếp tối đa khoảng 1.100 đến 1.200 xe.
khi lượng phương tiện chở các mặt hàng hoa quả nông sản lên cửa khẩu vượt quá khả năng tiếp nhận sẽ tiếp tục được bố trí vào khu phi thuế quan có diện tích trên 17.000 m2 ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Khánh Hòa vừa tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 cho đến ngày 9 tháng 3 năm 2024 và được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 cho đến ngày 24 tháng 2. Trong giai đoạn 2 của đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn 24/24 giờ, quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, cơi nới thành thùng, chở quá tải, đón trả khách không đúng nơi quy định. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, xe cá nhân và xe mô tô. Tại lễ ra quân, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác, lễ tiết tác phong, điều lệnh đội ngũ, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân. Trước đó, giai đoạn 1, từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024, các đội, trạm giao thông trên toàn tỉnh đã tập trung công tác điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, thời gian cần tập trung đấu tranh, phương pháp thực hiện, đồng thời tổ chức tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh vận tải trên địa bàn về việc chấp hành các quy định, pháp luật về an toàn giao thông, nhất là các chuyên đề kiểm tra trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, từ nay cho đến ngày 24 tháng 2, tức từ nay cho đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Thìn, hãng nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa. Theo đó, các cành đào, cành mai cần được buộc thành bó, kích thước mỗi bó tối đa 150x40x40cm và mỗi bó không quá 2 cành. Mỗi hành khách được mang theo một bó đào hoặc mai dưới dạng hành lý ký gửi và điều kiện chỗ đã được xác nhận trước trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines hoặc Pacific Airlines khai thác. Mức giá cước vận chuyển là 450.000 đồng một bó, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa và tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng. Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước về doanh thu, tỷ lệ khách du lịch với gần 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu khách nội địa. Tổng thu du lịch trên 160.000 tỷ đồng, chiếm 24% tổng doanh thu du lịch cả nước, vượt xa con số 140.000 tỷ đồng doanh thu của năm 2019 trước dịch COVID-19. Hiện lĩnh vực du lịch đang đóng góp khoảng 10% vào cơ cấu GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng. Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công bố gần 50 sản phẩm du lịch mới dành cho nhiều phân khúc khách du lịch, tạo điểm nhấn thu hút khách, đồng thời tập trung phát triển sản phẩm du lịch mới phục vụ dòng khách chi tiêu cao. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Do thời gian nghỉ kéo dài 7 ngày nên ngay tại thời điểm này, nhiều gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch. Theo chia sẻ của các doanh nghiệp lữ hành, lượng đặt tour cho dịp Tết Nguyên đán năm nay rất sôi động. Các địa điểm tham quan nổi tiếng cũng đã có sự chuẩn bị đón khách du lịch từ sớm. Văn Miếu Quốc Tử Giám, một trong những điểm tham quan không thể bỏ lỡ của các du khách khi đến với thủ đô Hà Nội. Đông đảo khách ghé thăm ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới 2024. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp đến, đơn vị này cũng đã hoàn thiện các khâu chuẩn bị, chủ động tích cực các công việc, trang trí cảnh quan hội trường, công tác an ninh trật tự, cũng như có nhiều hoạt động triển lãm trưng bày nhằm quảng bá và phát huy giá trị của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Để chuẩn bị cho Tết Giáp Thìn thì chúng tôi tổ chức hàng loạt các cái hoạt động triển lãm trưng bày liên quan đến việc phát huy giá trị của di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Chẳng hạn như là trong tháng 1 này thì sẽ có 4 cái cuộc triển lãm sẽ được tổ chức. Triển lãm khơi nguồn đạo học, triển lãm vẽ con rồng, triển lãm mạch nguồn và triển lãm đối thoại tranh từ truyền thống đến truyền thống. Bên cạnh đó thì một cái hoạt động thường niên đó chính là Hội Chữ Xuân, là một cái sự kiện mà chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ và năm nay có cái việc phải khảo tuyển lại để lựa chọn
những người viết thư pháp tại khu vực Cầu Văn, cũng như là lựa chọn những cái tác phẩm thư pháp để trưng bày trong một cái triển lãm của Hội Chữ Xuân có tên là chủ đề là Hiếu học. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, doanh thu du lịch lữ hành năm 2023 ước đạt 37,8 nghìn tỷ đồng, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức tăng trưởng này, các công ty du lịch dự đoán càng gần Tết, thị trường này sẽ ngày càng sôi động hơn. Trong vài năm gần đây, nhiều người đã lựa chọn mua tour du lịch trọn gói từ khá sớm. Vừa chủ động được thời gian, có nhiều sự lựa chọn, vừa tiết kiệm được thời gian chi phí. Các đơn vị lữ hành cũng thiết kế đa dạng tour theo mức chi tiêu của du khách. Thì với các doanh nghiệp lữ hành nói chung và như Framgoodet Tour riêng của chúng tôi, chúng đã chủ động xây dựng cho mình rất nhiều những sản phẩm du lịch. Như năm nay thì chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào những cái sản phẩm kỳ nghỉ. Với cái thế mạnh là có sở hữu các khu nghỉ dưỡng như là Framgoodet Đại Lải, Framgoodet Bà, hoặc chúng tôi cũng có một số, thì chúng tôi đã xây dựng rất nhiều sản phẩm nghỉ ngắn ngày, dài ngày cho từng đối tượng khách hàng, từ khách quốc tế đến Việt Nam nghỉ dưỡng dài một tuần cho đến những khách ở khu vực miền Trung, miền Nam ra đây trong vòng 3 đến 5 ngày, và kể cả những kỳ nghỉ ngắn ngày 1 đến 2 ngày cho những khách ở trong nội vùng. Là các cái dòng sản phẩm của quốc tế thì đã đến giờ phút này thì chúng tôi các cái series vé mà chúng ta đang chạy cho thị trường châu Âu, thị trường Anh, thị trường Mỹ, thị trường Úc hay là thị trường Nam Phi thì đến giờ phút này chúng tôi vẫn đã và đang chạy một cách rất là hiệu quả, và đến giờ phút này chúng tôi cho rằng là đến giờ phút này cũng đã đạt được khoảng tầm 50%, vui nắp được khoảng 50% cái số lượng khách đã đề ra. Hiện nay nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đẩy mạnh các tuyến du lịch mới hay du lịch trải nghiệm cho các khách hàng có điều kiện kinh tế. Cùng với các đơn vị lữ hành, nhiều địa phương cũng đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa ẩm thực, du lịch đặc sắc nhằm đáp ứng nhu cầu vui xuân đón Tết Nguyên đán 2024 của người dân và du khách. Chương trình tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Để thu hút hơn nữa người nước ngoài đến Trung Quốc kinh doanh, học tập và du lịch, Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra 5 biện pháp mới, trong đó có nới lỏng các điều kiện cho người nước ngoài xin thị thực tại các cửa khẩu. Theo đó, người nước ngoài cần đến Trung Quốc gấp để tham gia các hoạt động phi ngoại giao và công vụ như hợp tác kinh doanh, giao lưu, đầu tư khởi nghiệp, thăm thân và giải quyết các công việc riêng, nhưng không có thời gian để xin thị thực ở nước ngoài, có thể nộp đơn lên cơ quan cấp thị thực tại cửa khẩu, kèm theo các tài liệu liên quan như thư mời để xin thị thực nhập cảnh. Người nước ngoài có thể quá cảnh trực tiếp tại 9 sân bay quốc tế trong vòng 24 giờ mà không cần làm thủ tục kiểm tra biên giới. Hành khách xuất nhập cảnh có vé nối chuyến quốc tế trong vòng 24 giờ và quá cảnh sang nước hoặc khu vực thứ ba qua các sân bay trên có thể được miễn thủ tục kiểm tra biên giới và trực tiếp miễn thị thực quá cảnh. Bên cạnh đó, người nước ngoài ở Trung Quốc có thể nộp đơn xin gia hạn, thay thế và cấp lại thị thực tại địa điểm gần nhất, thuận tiện nhất. Đối với người nước ngoài nhập xuất cảnh Trung Quốc nhiều lần, có thể xin đổi thị thực nhập cảnh nhiều lần. Ngoài ra, các giấy tờ xin cấp thị thực cho người nước ngoài tại Trung Quốc cũng được đơn giản hóa. Quân đội Mỹ và Anh ngày hôm qua đã tiến hành không kích hơn 10 địa điểm của lực lượng Houthi tại Yemen trong một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn bằng tên lửa Tomahawk phóng từ tàu chiến và các chiến đấu cơ. Một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, mục tiêu của cuộc không kích này gồm các trung tâm hậu cần, hệ thống phòng không và các địa điểm cất giấu vũ khí của Houthi. Các cuộc không kích đánh dấu phản ứng đầu tiên của quân đội Mỹ nhằm đáp trả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa dai dẳng nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ kể từ sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại dải Gaza. Cuộc không kích có sự phối hợp giữa quân đội hai nước Mỹ và Anh diễn ra chỉ một tuần sau khi Nhà Trắng và một loạt quốc gia đối tác đưa ra cảnh báo cuối cùng, trong đó yêu cầu Houthi ngừng các cuộc tấn công hoặc sẽ phải hứng chịu các phản ứng quân sự tiềm tàng. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh Gaza đang phải đối mặt với vấn đề an ninh lương thực nghiêm trọng. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, cộng đồng quốc tế đang đẩy nhanh công tác viện trợ khi mà vấn đề an ninh lương thực tại Gaza đang ngày càng trầm trọng. Chúng tôi thừa nhận rằng có những vấn đề an ninh lương thực ở Gaza, và đó là lý do tại sao thực phẩm là một trong những mặt hàng chủ yếu của hoạt động hỗ trợ nhân đạo mà chúng tôi đang cố gắng tiếp cận. Thực phẩm, nước, thuốc men. Tuy nhiên, thực phẩm đứng đầu danh sách đó. Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều người bị đói ở Gaza. Đó là lý do tại sao Ngoại trưởng Antony Blinken một lần nữa trong chuyến đi lần này đã rất tập trung vào việc cố gắng xem chúng tôi có thể làm gì để tăng khối lượng và tốc độ của những đoàn xe viện trợ.
Người dân tại Gaza đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người Palestine và chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc một lần nữa cảnh báo hơn 1 triệu người đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ở thành phố Rafah. Hàng trăm nghìn người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất mà không đủ quần áo giữ ấm. Trẻ em suy dinh dưỡng đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng nhất và 50% dân số Gaza sắp chết đói. Tổng thống Ecuador ngày hôm qua cho biết, tổng cộng 178 nhân viên bảo vệ trại giam và nhân viên hành chính đang bị các tù nhân bắt làm con tin tại các nhà tù trên toàn quốc. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa nhấn mạnh, chính phủ Ecuador sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để giải cứu các con tin. Ngoài ra, ông cũng khẳng định sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố nhằm đáp trả những yêu cầu do một thủ lĩnh băng đảng tội phạm đưa ra. Trước đó, Fabricio Colon Pico, kẻ đứng đầu băng đảng Los Lobos, khét tiếng tại Ecuador vào hôm 8 tháng 11 đã trốn thoát khỏi nhà tù nơi y đang bị giam giữ. Đối tượng này sau đó đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, trong đó hắn ra điều kiện yêu cầu chính phủ Ecuador đảm bảo tính mạng để đổi lấy việc ra đầu thú trước các lực lượng chức năng. Ecuador đang phải đối mặt với thực trạng an ninh vô cùng bất ổn trong bối cảnh các băng đảng tội phạm hoành hành và tình trạng bạo lực gia tăng tại các nhà tù. Ngày 8 tháng 1, Tổng thống Noboa đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 60 ngày, yêu cầu triển khai lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đường phố và tại các nhà tù, cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm. Quyết định này được đưa ra sau khi bạo loạn nổ ra tại 6 nhà tù trên khắp Ecuador. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục mưa và rét, vùng núi có nơi rét đậm. Các khu vực khác trên cả nước đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Và sau đây sẽ là chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước. Thông tin này sẽ khép lại bản tin của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết chiều và đêm 12 tháng 1, phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ.